Xin chào tất cả các khách hàng của DK Eyebrow and Beauty. Và hiện giờ thì chuyên gia của chúng tôi thì đang thực hiện một ca laser mày cho một chị khách hàng. Và chị đã từng làm lông mày cách đây được khoảng tầm 7-8 năm rồi. Như mọi người có thể thấy thì cái tình trạng lông mày của chị còn khá là đậm. Nhưng mà tuy nhiên thì khi mà mọi người thấy đấy, chuyên gia của chúng tôi thì thực hiện laser đi đến đâu và đã tác động hút được 85-90% mục đích đó rồi. Và ngoài ra thì cái vùng da lông mày của khách của chúng tôi thì không hề bị nhường. Quá trình diễn ra vô cùng là nhanh chóng. Chị ơi, thì không biết là đã thực hiện xong một bên lông mày rồi thì chị thấy thế nào? Vì em thấy lúc đầu chị khá là lo lắng á. Bây giờ cảm xúc của chị như nào ạ? Ồ, có thấy bình thường, không tưởng tượng như lúc mình quá sợ như thế. Vâng, tại vì em thấy da của chị cũng khá là mỏng ấy. Nhưng mà tuy nhiên, vâng ạ, nó khác hoàn toàn so với những gì mình lo lắng ban đầu đúng không ạ? Em thấy là mình khá là sợ đau nên chị rất là lo lắng. Nhưng mà bây giờ thì sau khi mà chuyên gia của chúng tôi thì thực hiện xong cái quá trình laser thì như chúng ta có thể thấy thì rất là nhanh chóng. Đó. Và đặc biệt thì cái vùng da của chị không hề bị ảnh hưởng. Chị Giang ơi, không biết là với cái tình trạng lông mày như thế này thì sau khi laser xong thì chị khách của chúng ta có cần phải kiêng thêm gì không ạ? Nói chung chị không cần phải kiêng thêm cái gì hết. Ngoài ra thì chỉ có sử dụng thêm kem tái tạo để giúp cho cái gốc mục của mình nó được đào thải lên tốt hơn thôi. Vâng ạ. Vâng, thì chị ơi, không biết là sau khi mà hút xong laser lông mày như thế này thì chị có cái cảm nhận gì không ạ? Tức là về cái quá trình hút này, chị có đau rát khó chịu gì không này, hoặc là sau khi mà laser xong thì chị có ý định làm lông mày mới không? Chị á, nếu mà nó chỉ châm xích như này thôi thì chắc chắn là làm được rồi, bởi vì nó vẫn chịu đựng thoải mái. Dạ, đau vâng. Hơn thì mới sợ, chứ còn đau như này thì không có vấn đề gì. Rất là nhẹ nhàng đúng không ạ? Nói chung vâng. Là nhẹ nhàng. Dạ, vâng ạ. Mà nhanh. Vâng, rất cảm ơn những cái chia sẻ của chị. Và hiện giờ thì liệu trình laser của chúng tôi thì đang được giảm 40% mọi người nhá. Và nhất là những cái chị em nào mà lông mày hỏng, lông mày lỗi, các chị em hãy nhanh tay gửi tình trạng của mình qua fanpage của DK để đội ngũ tư vấn của chúng tôi có thể tư vấn chi tiết về dịch vụ cũng như là về các chương trình đang được áp dụng tại DK mọi người nhá. Cảm ơn mọi người đã theo dõi livestream ngày hôm nay ạ.